Xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Theo anh mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là vào cái chế độ download mode ở trên cái chiếc điện thoại là Samsung A03s này nhé mọi người nhé. Để chúng ta có thể là chạy phần mềm ở trên cái chiếc máy tính cho cái điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé. Đầu tiên thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một cái dây cáp để chúng ta có thể là kết nối cái điện thoại của chúng ta với cả máy tính nhé mọi người nhé. Và trên cái chiếc điện thoại của các bạn thì các bạn sẽ tắt nguồn cái chiếc điện thoại này đi cho mình nhé. Rồi mình sẽ tắt nguồn này rồi lúc này thì các bạn sẽ kết nối một cái đầu dây cáp vào cái cả máy tính của chúng ta nhé rồi và ở trên cái chiếc điện thoại của các bạn thì các bạn sẽ giữ cho mình liệt hai phím là tăng âm lượng và giảm âm lượng nhé mọi người nhé rồi chúng ta giữ và bắt đầu chúng ta ghim cáp nhé mọi người nhé Sau khi nó hiện lên cái màn hình xanh như này rồi Thì các bạn sẽ ấn cho mình cái nút là tăng âm lượng nhé Đó thì lúc này hiện tại là cái điện thoại của mình đã vào cái chế độ là download mode Lúc này chúng ta hoàn toàn có thể là dùng cái máy tính của chúng ta để chúng ta có thể là chạy phần mềm cho cái chiếc điện thoại này nhé mọi người nhé Và khi mà chúng ta chạy xong cái phần mềm cho cái chiếc điện thoại này Thì các bạn sẽ thoát cho mình cái chế độ download mode là các bạn sẽ ấn vào nút nguồn và nút giảm âm lượng để chúng ta thoát nhé mọi người nhé Đây chúng ta giữ một lúc nhé Cái điện thoại cũng có thể là nó nhanh nó chậm nha mọi người nhé Đó sau khi cái màn hình của mình nó tắt lên như này rồi Thì chúng ta sẽ rút dây hạc ra Và chúng ta sẽ bật nút nguồn lên Để cái chiếc điện thoại của chúng ta bắt đầu khởi động nhé mọi người nhé Ok, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là vào cái chế độ download mode ở trên cái chiếc điện thoại Samsung Galaxy A03s để chúng ta có thể là chạy phần mềm cho cái chiếc điện thoại này nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích cho mình một like đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình.